Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, ngành y tế đã tiếp nhận 17.207 trường hợp tai nạn giao thông, trong đó xét nghiệm nồng độ cồn là 4.435 trường hợp, tử vong 170 trường hợp. Các số liệu nêu trên nói lên sự cần thiết của công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông đối với việc không lái xe sau khi uống rượu bia là hết sức quan trọng đợt tuyên truyền lần này là hoạt động mở đầu cho năm an toàn giao thông 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ được Ban An toàn giao thông tổ chức lễ phát động vào cuối tháng 12/2019, cùng với chủ đề: Đa uống rượu bia không lái xe.